Animal Hotspot. Wi-Fi hotspot is on. Vâng, và như các bạn đã thấy thì mình vừa đưa ra một khẩu lệnh dành cho chiếc camera M500 và nó đã thực hiện dù là cái phát âm tiếng Anh của mình không được tốt lắm. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu chi tiết với các bạn cái tính năng ra lệnh bằng khẩu lệnh của chiếc camera hành trình 70 mai Dashcam M500. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, và trước đây thì mình đã từng có một cái video nói về các cái khẩu lệnh để điều khiển được cái chiếc cam M500 ở trên kênh của mình rồi. Tuy nhiên thì khi đó là thời điểm đầu thì 70 Mai đã đưa ra một cái chuỗi câu lệnh khác, và sau đó thì được cập nhật những cái phiên bản firmware mới và cái khẩu lệnh nó đã được thay đổi. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu lại từng cái khẩu lệnh của chiếc M500 nhé. Vâng, và cái thao tác có lẽ là thường xuyên nhất đối với người dùng cam hành trình, đặc biệt là với cái chiếc M500 này, đấy là cái câu lệnh yêu cầu mở wifi cũng như là tắt wifi để chúng ta có thể kết nối được với điện thoại. Thì để mở được wifi thì mình sẽ phát âm một cái câu lệnh, đấy chính là enable hotspot. Wifi hotspot is on. Vâng, đấy là mở wifi. Còn nếu như mình muốn tắt wifi thì mình sẽ đưa ra khẩu lệnh như thế này: disable hotspot. Turning off Wi-Fi hotspot. Rồi. Wi-Fi hotspot is off. Vâng, và tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái điều khiển nữa mà những người sử dụng cam hành trình thao tác cũng rất là nhiều. Đấy chính là bật tắt cái chức năng ghi âm thanh vào video. Thì với những cái chiếc cam có màn hình ấy thì các bạn sẽ chỉ cần bấm nút một cái thôi có thể bật tắt. Còn với những cái chiếc cam thanh ngang như thế này không có nút điều khiển thì chúng ta sẽ không bấm được. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng khẩu lệnh để mà bật tắt ghi âm nhé. Thì mình cũng sẽ tiếp tục phát âm. Record audio. Audio recording is on. Vâng, đấy là đã bật được cái ghi âm thanh vào video rồi. Và nếu như các bạn mà không muốn ghi âm thanh vào video trong cái hành trình của xe, để tránh ví dụ như mình có những cái cuộc nói chuyện nhạy cảm chẳng hạn, mình không muốn ghi vào video, thì các bạn có thể tắt đi. Và tắt đi thì rất là đơn giản, các bạn lại đưa ra một cái khẩu lệnh stop audio. Audio recording is off. Đó, đấy là khẩu lệnh để tắt ghi âm vào video. Vâng, và nếu như các bạn có nhu cầu chụp lại hình ảnh ở trên đường, một cái tình huống thú vị nào đấy, thì các bạn cũng sẽ sử dụng cái khẩu lệnh nhé. Thì ở đây mình sẽ đặt cái khẩu lệnh để thử cho các bạn xem. Take a photo. Đấy, thì nó đã chụp hình lại cái tình huống đó rồi. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ tới một cái tính năng nữa cũng rất là hay. Đấy là kích hoạt tính năng ghi hình khẩn cấp. Bình thường nếu như các bạn di chuyển ở trên đường ấy, mà các bạn thấy một cái tình huống thú vị với chiếc cam có màn hình, thì các bạn sẽ thò tay bấm nút một cái để kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp. Thế nhưng mà với cái chiếc cam M500 này thì chúng ta không có nút bấm và mình vẫn phải sử dụng cái khẩu lệnh thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử cái khẩu lệnh cho các bạn xem nhé. Short emergency video. Đấy, thì các bạn đã thấy là nó đã thực hiện kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp rồi. Và đây, thì các bạn sẽ thấy là nó nhấp nháy đây. Đấy là đang hoạt động cái tính năng ghi hình khẩn cấp. Và như các bạn thấy từ đầu video đến giờ thì khả năng phát âm tiếng Anh của mình nó khá là kém. Tuy nhiên thì M500 vẫn nhận tốt nha các bạn nhé. Rồi, và video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn quan tâm tới cái sản phẩm camera hành trình 70 mai Dashcam M500 thì các bạn chú ý ở dưới phần mô tả của video này thì mình sẽ để lại cái link. Thì các bạn sẽ tiến hành đặt hàng, mua hàng ở đó thì đảm bảo với các bạn luôn. Ở đấy sẽ có một cái mức giá cực kỳ cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Vâng, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.